Mày ổng không đánh tiền, cứ ra xài. Đấy, anh xem quay thì mua cho em cây. Về nhà mình dùng ấy nhá. Có công có việc lôi ra xài. Suốt ngày đi ngoài đường. Anh bảo nhà nào mình chả xài dao. Bỏ con dao, bỏ nó trực trực. Anh ơi, đây là bộ... Chặt mà nó cứng ngắc cả ta. Đó, em bao chặt mà. Đây là cả bộ dao em bán này có 450 thôi. Để em bán đi anh ơi. Chặt xương này, thái thịt này, con lọc xương này, với lại một con băm chân canh. Đó, đấy chặt dừa. Đấy em nói với anh này em bán 450 thôi. Em có bao anh dùng. Mẹ không lấy tiền mà bén thì anh mua. Cứ ra xài thử xong rồi mua cũng được. Chứ còn để mà nói con ra chặt dừa nhà em làm này. Em nói với anh này. Anh à, con này về nhà mình băm thịt. Anh cứ cầm đi không vấn đề. Được rồi, anh cứ làm đi. Dạ, chứ về nhà mình xài cứ anh cứ cầm thử đi. Việc cái gì đâu. Cầm cho nó sướng. Dày á. Mỏng nữa anh ạ, lưỡi thì nó không dày đâu. Ừ. Mà anh bảo con dao nó bén thì anh xài mới thì nó ngon. Đó. 450 là một cái mà. Một bộ. Một bộ nó rẻ. Mua một con thì em cũng bán mình mấy bộ nó rẻ hơn. Đấy, mà đấy anh chặt cây chặt xương. Cứ bao anh chặt cây chặt xương. Anh bảo có cái gì đâu, dao thép nó dễ sử dụng lắm. À. Đó. Anh bảo dao này mình xài nó sắc. À. Đấy nó bằng nhíp. Thì mình xài mình rửa chịu khó, cái khô bảo quản của nó là mình xài xong mình rửa mình lau đi cho em, xài nó bền. Mà cái cán này bộ à, bộ một bộ 4 con à? Dạ, một bộ em bán là 4 con, còn con này em bán riêng. À. Dạ, nếu mà anh thích thì lấy con này bán riêng, còn nếu mà nhà anh xài cứ xài bộ này kia. À, thì em lấy 400 cái bộ đó. Đấy. Nó lấy cái bộ này ông bán ở đây. Rồi ok ạ, rồi 400 đây em bán nhỉ. Chứ còn anh bảo giá thì em bán cho hết. Hay làm đồ nhậu á. Anh ơi, cái này về mình làm ở nhỏ thì cái trước này thì dao này chặt trước đó này, nhưng mà nó nhẹ cái. Anh ơi, cái này về nhà mình xài nó không có thừa đâu. Chứ còn em nói với anh như này. Đúng mắt. Nhíp vào đây ra cái đáy, ra cái đống. Nó ăn nhau mỗi cái nước tôi thôi. Nó ăn nhau mỗi cái nước tôi. Cái này lấy cưa. Con đấy anh thái. Dạ, con đấy dao lấy cưa anh thái thịt nó sắc. Đấy, anh thái thịt nó ngon. Đó là phép cả. Đó. Dao này không bén nữa thì không dao nào bén đâu. Thời xưa là cái nhíp. Mà anh bảo đây này em nhiều quá. Đó, còn em bán cho hết. Anh bảo không phải tiền triệu đâu. Đấy, lấy anh mua 400 em bán 400 đấy. Về nhà anh dùng. Thái thì nó sắc. Thì em bói lại cho đứt tay. Nhưng mà anh bảo ăn tiêu bao nhiêu thì hết. Thôi. Đó. Anh ơi, cái này nhà mình dùng chứ công an người ta không có bắt đâu. Nhà nào mình chả sai. Đó. Tết về mình dùng. Đấy, vậy là bán được một bộ. Thì anh bảo này em bán cả trăm con dao đâu phải bán một hai con. Còn anh bảo cái này là dao thép thì mình cứ dùng xong mình trả tiền cũng được. Đó. Anh bảo có phải chi tiêu đâu, vậy nhà mình sai. Lắm người người ta ra là em người ta mua mà anh. Sáng giờ làm đủ bộ mua bộ dao phải không? Vì em nói với anh bộ dao mình xài cả đời chứ phải xài một hai hôm đâu anh trai. Chứ còn để bảo như bếp à. Dạ. Có công có việc anh ơi anh xài, con nào không xài thì mình cứ gói để đấy. Nó không thừa. Mình cứ làm bộ nó vừa rẻ mà xài chuẩn. Nói chung mà thấy bộ cán là đẹp. Dạ. Đúng không? Cán thế này anh này, con nào không anh này. Bộ cán dao đẹp. Anh này. Để em đấy quay